lưỡi này vào cái bụng. À, vào bụng. Ôi, ôi, cẩn thận nó cọ gạch kìa. Ôi giời. Ôi giời. Kính chào quý vị, bà con, cô bác. Nay là ngày mùng 9 tháng 4 nhá. Hồ câu Nam Tài vẫn mở cửa anh em. Cô em đi câu bong mất một con đen là nên là không phát biểu được gì. Không có con cá nào. Ờ, xem tiếp. Phát biểu được gì không? Bình thường thì anh phải biết câu. Cá nó dưới hồ phải biết câu nó mới có. Phải biết câu. Đợi lúc nữa chết rồi. Hồ câu Nam Tài thì hôm nay là 14 cần anh em nhá. Có 2 cần ở ngoài này lên cá thôi. Chắc là cá tụ ngoài đấy. 2 cần ngoài đấy lên được mấy con. Còn lại thì cũng ăn thần chun đại hiệp hết nhá. Có tăm cái tô ấy. Có tăm trong phao kìa. Khả năng hôm nay lại rụng răng rất chi là cao anh em nhá. Ừ. Ôi giời ơi, đi câu không phải là dễ ăn đâu bà con nhá. Thường thường thì chắc chắn là 100% thì không kiểu gì mà thắng được chủ hồ cả. Rất chi là khó thắng chủ hồ. Mỗi mình đi câu thì gọi là thi thoảng có buổi nọ buổi kia thôi. Và anh em thấy đi câu có buổi nọ buổi kia thôi, chứ còn để mà thắng chủ hồ thì rất chi là khó. Tại vì ví dụ 14 người này mà 2 người lên cá thì 12 người còn lại thì ăn chun. Đây là đây là hồ câu Nam Tài. Bên đây là hồ câu Hương Thắng ở bên đối diện này. Đó là hồ câu Hương Thắng và hồ câu Dân Biểu anh em nhé. Đây quá nhiều anh em biết đấy. Tại vì khi lên trên kênh anh em bình luận ở đây rất là nhiều. Cô em nó ngồi từ sáng ngồi đánh 1k thì bóng một con đen sỏ ngay vào mồm, nhưng không hiểu tại sao lại bóng mất, thế nó mới đen. Đó. Ai kia là chủ hồ kìa. Chủ hồ thì lúc nào cũng khấn cho các ông đi câu thì móm nè. Thế còn những ông đi câu thì lúc nào cũng khấn cho chủ hồ gãy răng. Khấn qua khấn lại thì chủ hồ kiểu gì người ta khấn cũng thắng thôi, bởi vì đất có thổ công, sông có hà bá mà. Nhà người ta thổ công chắc chắn là phải phù hộ cho người ta rồi. Đó, ok. Đó, có 2 cần đầu này là lên cá thôi. Thì có một số hồ câu thì lại được mở lại thì mình cũng không hiểu lý do. Thế còn hồ trong này thì hiện tại thì công an người ta vẫn chưa cấm nha anh em. Hoặc là có thể cấm rồi nhưng mà người ta vẫn mở thôi. Bởi vì trong này là nó sâu. Ở trong này là nó sâu. Đấy là người ta không để ý cho lắm. Thì mình cũng là một dân câu. Mình cũng khá nghiện đó. Mình cũng khá nghiện thế, nhưng mà do là dịch nên là đôi khi là cũng hạn chế ra hồ anh em nhé. Tại vì bây giờ mà ra hồ mà công an người ta túm được là cũng 200 đấy. 200 còn chưa tính, ở trong một số 14 người câu mê cả rất chí là nhiều người xem này, thì nếu mà có một ông nào đấy bị sốt thì thôi. Xác định là cả hồ đi cách ly anh em nhé. Khá nguy hiểm đấy, anh em không cũng không lên đùa đâu. Mỗi 2 cái cần này lên cá. Chấm trắng ngon. Vào mồm. Chạy đi đâu? Đứng dưới bụng em luôn. Lưỡi này vào cái bụng. Ui, cẩn thận nó cọ gạch kìa. Ôi giời. Ôi giời. Đùa nhau thế, cứ dọa. Ok ok. Cọc kìa. Ghi ra. Đấy, chào luôn. Ông nó khỏe lắm. Chào luôn.
Ủa đó, 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 đó. Lão là cái gánh vớt đấy. Mẹ vớt thế thì gánh mẹ vớt. Kéo vào như này thì bênh như thế. Vương cái cọc rồi xuống. Sợ cái gì lần trước nó là quả. Quả. Kéo vật vào như này, cái này, cong gãy cả vợt, cong vợt này. Quả, nó chạy nguy hiểm thật. Dính vào cái cọc ghê ghê nó lại chạy. Quả đấy nó mau cọ vào cái cọc tre nó vẫn ăn chun. Chú này được mấy con à? Con này ăn hai phát nhỉ? Không vẫy được. Đóng ở chỗ này thì không chạy được. Chẳng qua là cái lúc nó chứ mình chưa biết nó vào đâu thì mình cứ phải sợ thôi chứ. Ngập. Mày thì không chạy đi đâu. Cái vây kia à? Cái vây kia mới là cái con chắc kìa. Cái này đóng. Đấy, cái đấy đóng. Đóng con này mới ác rồi. Trời ơi. Cái đấy nó đóng vào đấy thì chạy mây. Chẳng nó về đi à? Chẳng nó về đi. Về đéo sớm. Con này cũng phải được 4 cân đấy nhỉ. Đúng giá. Được không? Được. Hơn 3 cân. 3 cân rưỡi. Mấy con rồi anh? Dạ. Con này thả đâu rồi? Được. Mai đó. Ở ngoài kia à? Kia đây này. Sao thế này? Sách cái dựng cái vợt xuống. Mình sách thế là lấy vợt. Đấy, sách cứ một sách một tay ở vợt thế thôi. Mình lăng cái đầu kia, lăng cái đầu kia. Mình vẫn... Cái này bụng to nhờ. 3 cân rưỡi 4 cân. Vẫn. Suýt bẻ được răng chủ hồ. Thế là ông đấy được 2-3 con gì đấy rồi. Cá nó ở hết mỗi cổ đấy thôi, còn ở đầu hồ đấy thôi anh em ạ. Thế còn trong này thì móm hết rồi. Anh em nhà mình thì hôm nay thì trong này cũng rụng răng rồi. À em là thằng cu em. Tính em buộc cho. Ông già em ngồi đâu? Móm à? Mỗi đằng đầu này lên cá thôi, còn đằng trong này ăn chun hết. Nhờ buộc để làm tiêu. Buộc để làm tiêu. Làm tiêu đây này. Người ta ngồi ở bên này. Nhờ buộc làm tiêu để chéo lên cái cây mít đấy thì có cái túi ni lông trắng thì người ta dễ nhìn phải không anh em? Đó. Đây là điểm căn chéo này. Hôi, hôi, hôi. Anh mà xuống mà anh xuống là rồi. Anh em mình lại bán chun rồi. Đéo nghe mày. Căn hôm căn ông già thì ông già được câu đấy. Đây, ở đây này. Hôm qua kêu thằng nó đổ ở đây. Ủa, được cái gì không? Cú đôi đây anh. Ừ, cu sáng ở nhà bây giờ mới xuống đến đây à? Vâng. Cu chào bà con đây. Nhìn thấy cái đéo gì đâu mà chào. Vào tin đầy. Ở chỗ này chỉ khoảng tầm 30 mét thôi anh em nhá. Nói chung là đen thôi.
Còn nếu mà đỏ thì chấp cả hồ ngay. Cái này nước. Ờ, uống nước đi. Tầm đây ngủ rồi. Ơi. Món không phải ăn luôn. Ăn gì đâu. Nhận cô em đi câu được vợ quan tâm, gọi điện hỏi thăm liên tục. Cứ cá chuẩn bị ăn thì gọi. Cá vào ăn thì gọi. Cá đéo ăn. Cá chuẩn bị ăn thì gọi. À. Thôi anh em, bán chun rồi.